Các nhà sản xuất vải ở Ấn Độ đặt hy vọng vào ngân sách của chính phủ. Trước phiên họp về ngân sách của Quốc hội, các nhà sản xuất may dệt trong tiểu bang Gujarat ở miền Tây của Ấn Độ đã kêu gọi loại bỏ thuế chống bán phá giá các loại sợi khác nhau. Các nhà sản xuất cho biết, thuế chống bán phá giá đối với các loại sợi khác nhau đã dẫn đến nạn thất nghiệp sau khi các đơn vị dệt bị cho tắt máy và đã có tác động lớn đến ngành dệt và đan. Thành viên của Hiệp hội May dệt ở Nam Gujarat là ông Chandra Vakharia nói rằng thuế chống bán phá giá thay vì được áp dụng đối với các loại sợi khác nhau thì nên được áp dụng với sản phẩm vải đã hoàn tất. Như vậy, các thương nhân của Ấn Độ có thể cạnh tranh với hàng vải nhập khẩu. Bộ trưởng Tài chánh ông Chidambaram sẽ công bố ngân sách cho năm 2013-2014 vào ngày 28 tháng 2. Ngành công nghiệp may dệt là một trong những ngành công nghiệp lâu đời nhất và phổ biến nhất ở Surat. Một phần lớn dân số của thành phố có liên quan đến ngành công nghiệp dệt may. Gần 30 triệu mét vải thô và 25 triệu mét vải chế biến được sản xuất ở Surat hàng ngày. Ông Vakharia cho biết giá của các loại vải phải bằng nhau, như vậy thì chi phí sẽ ít hơn để có thể dẫn đến gia tăng nhu cầu. Ngành công nghiệp dệt may của Surat chủ yếu là các hoạt động sản xuất sợi, dệt, chế biến cũng như thêu và thành phố nổi tiếng với thị trường sản phẩm tổng hợp. Thị trường chính cho các sản phẩm dệt may của Surat là Ấn Độ và các nước châu Á khác. Khoảng 90% vải polyester được sử dụng ở Ấn Độ đến từ Surat. Trung Đông cũng là một thị trường cho các sản phẩm dệt may của Surat.